chào quý khán giả đang theo dõi tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 có các nội dung nổi bật. Hai bé bị đất đá vùi lấp tử vong, cảnh báo mưa dông ở cả ba miền. Cả Ủy ban nhân dân phường bị cách ly vì một người mắc Covid-19. Các địa phương tiếp tục siết chặt kiểm soát dịch. Mức xử phạt cho người trốn cách ly, tụ tập ăn nhậu mùa Covid-19. Bắt nóng đối tượng nổi máu ghen tuông, chém người nguy kịch. Chuyện của những người phu xe lôi đạp mưu sinh ở miền Tây. Thưa quý khán giả, như tin tức trong tay sáng nay chúng tôi có thông tin, tại Hà Giang, trong 2 ngày qua mưa lớn gây sạt lở đất đã vùi lấp 5 nhà dân, hơn 3.000 hecta đất ruộng bị sạt lở. Hàng chục gia súc, gia cầm bị sét đánh chết, cuốn trôi. Thật không may, mưa lớn gây sạt lở đất trong đêm đã khiến hai cháu bé bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong tại huyện Hoàng Su Phì. Câu chuyện phía sau khiến cho người nghe qua phải xót dạ. Tại Hoàng Su Phì, Hà Giang, ngày 13 tháng 8, mưa lớn khiến cho đất ở phía sau nhà anh Phỏng, xã Thèn Chu Phình, bị sạt lở đè trúng bé Ly Thị Mai 8 tuổi và Ly Seo Nam 11 tuổi. Khi lực lượng chức năng cùng với người thân tìm thấy, hai cháu đã tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng anh Sử và các con ngủ ở phòng phía trước của căn nhà nên may mắn thoát chết. Hai em nhỏ trước đó có ngủ ở bên ngoài nhưng vì nóng bức nên đã đi vào phòng bên trong ngủ và không may xảy ra sự việc. Cơ quan chức năng đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 45 triệu đồng. Mưa lớn cũng khiến đất đá sạt lở, nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng, công tác khắc phục hậu quả đang thực hiện. Theo cơ quan chuyên môn, hiện nay rãnh áp thấp có trục Tây Bắc trong Nam đang hoạt động mạnh trên khu vực Biển Đông, nên những ngày này, ba miền sẽ còn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Ngoài các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên đất liền, bà con ngư dân cũng nên hết sức lưu ý vì thời gian này sẽ có sóng to, gió lớn. Dự báo đêm nay 14 tháng 8 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Mưa dông khiến cho ngư dân và nông dân rầu rĩ vì ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và ra khơi. Còn người dân thành phố Hồ Chí Minh lúc này lại tiếp tục sống trong nỗi ám ảnh nước ngập triều cường. Thưa quý khán giả, đường Nguyễn Hữu Cảnh lâu nay được xem là rốn ngập của thành phố. Nhà thầu thực hiện quy động hơn 200 công nhân làm việc 2 ca mỗi ngày để cải thiện tình hình, nhưng mà quá trình thi công gặp không ít trở ngại. Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đạt 50% tiến độ sau gần một năm thi công chống ngập. Hiện tại đã hoàn thiện phần sửa chữa mặt đường, nâng cao mặt đường từ 0,5 cho đến 1,2 mét và thi công cống thoát nước. Với vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, hiện nhà thầu tiếp tục xây dựng cống thoát nước, nâng cấp mặt đường. Trước đây, máy bơm chống ngập được thuê 14 tỷ 700 triệu đồng một năm để xử lý tình trạng này. Thế nhưng, quá trình thi công cũng ảnh hưởng một phần cuộc sống của hộ dân xung quanh. Đang đi thi công mà khi mà trời mưa lớn á, thì nó ngập coi như là hơn trước đây. Và thứ hai nữa là nó bị hẹp quá cho nên là xe nó không đi được mà nó tắt một chiếc là coi như là dừng luôn cả một đoạn đường luôn. Đi lại nó cũng khó khăn rồi, coi như là những cái người mà bây giờ vừa buôn bán hay là một làm cái việc gì đó đi thì nó cũng có ảnh hưởng. Theo đơn vị thi công, thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do mưa và triều cường. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh lại nằm trong khu vực có mật độ giao thông lớn.
Nếu triển khai đồng loạt sẽ gây ra tắc đường và ùn tắc dài. Nhà thầu huy động gần 200 công nhân thay nhau làm 2 ca một ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm sau. Nâng đường chống ngập là tin vui, nhưng mà nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ nghi ngại về tính khả thi. Bởi sau khi nâng từ nửa mét cho đến 1,2 m để chống ngập cho mặt đường, thì có khả năng là các con hẻm trên trục đường này sẽ ngập sâu và lâu hơn nữa. Thưa quý khán giả, cập nhật bản tin 18 giờ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca mắc mới COVID-19, trong đó 15 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Ngãi, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 929 bệnh nhân. Trong ngày có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 437 người. Vào sáng hôm nay, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiếp tục công bố điều trị khỏi và cho xuất viện 5 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng. Như vậy, trong 2 ngày qua, cơ sở điều trị COVID-19 lớn nhất cả nước đã cho xuất viện 15 bệnh nhân. 5 bệnh nhân vừa xuất viện có cùng địa chỉ cư trú tại Đà Nẵng gồm bệnh nhân 613, bệnh nhân 628, bệnh nhân 642, bệnh nhân 667 và bệnh nhân 687. Trước đó, vào ngày 13 tháng 8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cũng đã công bố 10 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Tính từ thời điểm dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, các cơ sở điều trị ở Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 20 người. Tại cơ sở điều trị Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, hiện còn khoảng 170 bệnh nhân đang được cứu chữa. Trong lúc đội ngũ y bác sĩ đang tích cực chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm COVID-19, thì các lực lượng chống dịch bên ngoài vẫn đang siết chặt kiểm soát, khoanh vùng, không để dịch lan rộng vì đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa cho biết toàn bộ cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân thuộc phường Hòa An đã phải đi cách ly tập trung do phát hiện một cán bộ đang làm việc tại đây dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 13 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông tin trường hợp bệnh nhân 897 là một cán bộ đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Ngay sau đó, 36 cán bộ công chức, viên chức và nhân viên của phường này được đưa đi cách ly tập trung. Để đảm bảo hoạt động của phường Hòa An, thì quận Cẩm Lệ đã thành lập một tổ công tác đến phường này nhằm chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính để nhiệm vụ được thông suốt. Bộ máy chống dịch của Đà Nẵng đang bận rộn là vậy, song từ chiều ngày 13 tháng 8, khi nhận được thư ngỏ từ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại đây, thì những người hoạt động thiện nguyện ở tâm dịch đã ngay lập tức lên kế hoạch chi viện cho Quảng Trị. Suốt đêm qua 13 tháng 8, khi người người đang say giấc, có những đoàn xe nối nhau hàng tiếng đồng hồ chở yêu thương từ tâm dịch Đà Nẵng hướng về Quảng Trị. Các hội nhóm thiện nguyện, nhiều người gửi đi lời kêu gọi như khẳng định chắc nịch. Khi Đà Nẵng có dịch, cả nước chung tay, sự chia sẻ lan tỏa đến Quảng Nam. Này Quảng Trị đang gặp khó khăn, chúng ta cũng sẽ giúp hết sức mình chứ. Ngay lập tức, anh Hồ Ngọc Thanh, 35 tuổi, người đã điều phối nhiều dự án thiện nguyện, dẫn đầu một đội xe hướng về Quảng Trị. Anh và các cộng sự đã mang theo hàng chục thùng khẩu trang chuyên dụng, đồ bảo hộ, mặt nạ chống giọt bắn cùng với nước sát khuẩn, chạy liên tục gần 4 tiếng đồng hồ đến Quảng Trị, trao tặng các y bác sĩ. Hơn 21 giờ, các y bác sĩ đang trực chiến ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà và Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã đón nhận sự hỗ trợ bất ngờ từ người dân Đà Nẵng. Đoàn xe chuyển vật tư y tế và nhu yếu phẩm đến các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh Quảng Trị đang điều trị các ca nhiễm COVID-19 và cách ly các ca nghi nhiễm vào sáng ngày 14 tháng 8. Các chuyến xe chở nước đóng chai, lương thực, thực phẩm từ Đà Nẵng cũng được lên dây cót tiến về tiếp sức cho Quảng Trị. Những chuyến xe vẫn thầm lặng nối đuôi nhau từ Đà Nẵng chở yêu thương về Quảng Trị, miền Trung ruột thịt. Đất nước Việt Nam vẫn đùm bọc nhau, siết chặt tay cùng vượt qua bão tố. Càng khó khăn vất vả thì càng phải quyết tâm không để dở trận, thực hiện cho bằng được mục tiêu đẩy lùi COVID-19 khỏi cộng đồng. Hiện tại, dù là các địa phương có hoặc là chưa có ca nhiễm trong cộng đồng, vẫn đang cảnh giác cao, siết chặt kiểm soát và truy vết các ca tiếp xúc. Ngay sau khi có 3 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương đã quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 đối với thành phố này. Theo đó, toàn thành phố Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội trong 15 ngày. Sở Y tế Hải Dương phối hợp với thành phố Hải Dương dồn mọi nguồn lực để xử lý triệt để ổ dịch tại nhà hàng Thế Giới Bò Tươi, số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Ngay trong đêm 13 tháng 8, thành phố Hải Dương cũng đã khử trùng toàn bộ khu phố này, đồng thời lập 6 chốt kiểm soát các lối ra vào trong khu vực, tổ chức cách ly tập trung cho 152 trường hợp F1 liên quan đến 3 ca mắc mới tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Đến nay đã có 51.200 người rời Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Các quận huyện vẫn tiếp nhận các trường hợp trước đây chưa thực hiện khai báo y tế cho đến hết hôm nay 14 tháng 8. Những trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử lý hình sự. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh xác định có 71 trường hợp mắc COVID-19, 10 bệnh nhân đang được cách ly điều trị, có 7 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại thành phố Hồ Chí Minh, 48 trường hợp đã hết thời gian theo dõi. Chiều qua, hơn 300 hành khách thành phố Hồ Chí Minh mắc kẹt ở Đà Nẵng đã thở phào nhẹ nhõm khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập trên 1.200 tổ công tác COVID-19 trong cộng đồng. Các tổ này hoạt động xuyên suốt, kịp thời giám sát các nguồn lây trong cộng đồng. Đặc biệt, trong trường hợp nếu phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, thì tổ công tác này sẽ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ lập danh sách người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh trong cộng đồng, kiểm soát chặt nguồn lây. Đến nay, Quảng Ngãi có 6 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5 ca trong cộng đồng. Hiện đã có 2 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện. Không thể vì một vài cá nhân mà biến nỗ lực của cả hệ thống chống dịch phải đổ sông, đổ biển. Trong lúc thực thi nhiệm vụ, ngành chức năng các địa phương đang xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau chuyện xử phạt những người đưa tin sai sự thật về dịch bệnh khiến cho cộng đồng hoang mang, mới đây, những trường hợp trốn cách ly hay tụ tập ăn nhậu trong lúc cả cộng đồng đang thực hiện lệnh cách ly xã hội tiếp tục bị xử lý. Hôm nay 14 tháng 8, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1992, ngụ tại thôn 2 xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, số tiền 5 triệu đồng. Cường là đối tượng bị cách ly tập trung do vượt biên trái phép. Sau đó, đối tượng này lại tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly để vượt biên sang Campuchia. Hiện đối tượng đã được bàn giao để cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp. Cũng vào hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định xử phạt 7 người không chấp hành quy định cách ly xã hội, mỗi người bị phạt 5 triệu đồng, tổng cộng 35 triệu đồng. Trong số này có 3 người thuộc văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông. Trước đó, tối 11 tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện 7 người đang tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trong thời gian thành phố Buôn Ma Thuột đang thực hiện cách ly xã hội 14 ngày. Điều đáng nói là khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, thì có một người đàn ông tham gia ăn nhậu ở đây đã dúi một chiếc phong bì vào túi của tổ công tác để mong bỏ qua sự việc. Dúi phong bì vào tay lực lượng chức năng mong bỏ qua sự việc, không thể chấp nhận bởi hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng trong lúc số ca nhiễm, ca tiếp xúc còn rất phức tạp. Những con sâu làm rầu nồi canh sẽ phải chịu mức phạt răn đe. Trốn cách ly, vượt biên trái phép hay tụ tập trong lúc cả cộng đồng đang giãn cách để phòng chống dịch, tất cả hành vi vi phạm này đã và đang bị xử lý. Trong lúc này, hành vi hút trộm cát sông hay là cát tặc không còn bị xử phạt hành chính nữa mà buộc phải đi tù và bị tịch thu luôn cả phương tiện. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Lợi, 32 tuổi, ngụ tại xã Hưng Khánh Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019, Lợi cùng người làm thuê điều khiển ghe gỗ không biển số kiểm soát, có gắn dụng cụ bơm hút cát, đến khu vực sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã Quế Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để hút trộm cát. Tại đây, Lợi đã dần hành máy và đưa ống xuống lòng sông hút cát lên phương tiện. Khi hút được gần 12 mét khối cát, thì Lợi bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Được biết, Lợi có một tiền sự về hành vi khai thác khoáng sản không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Lợi còn khai nhận, ngoài 2 lần bị cơ quan chức năng bắt quả tang, Lợi đã 8 lần thực hiện hút trộm cát trái phép, thu lợi bất chính khoảng 2 triệu 400 ngàn đồng. Tại phiên tòa,
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lợi 9 tháng tù giam, đồng thời tịch thu phương tiện, công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép. Với hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, người hút trộm cát buộc phải nhận mức phạt thích đáng. Bởi tình trạng khai thác cát trái phép làm cạn kiệt nguồn tài nguyên cũng là một trong những tác nhân khiến tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng phức tạp. Thưa quý khán giả, sạt lở bờ sông, biến đổi khí hậu nói chung đang làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân đồng bằng. Do đó, người nông dân phải không ngừng thử nghiệm để tìm ra giống cây trồng có hiệu quả. Mấy năm qua, bưởi da xanh ruột đỏ là một trong những loại cây ăn trái giúp cho nông dân chuyển đổi hiệu quả vì được thị trường ưa chuộng. Dân, ở huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang, một số nhà vườn đang có thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm nhờ bưởi da xanh ruột đỏ. Đây là những cây ăn trái của gia đình bà Danh Thị Ảnh ở xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Với diện tích 5.000 m2 đất vườn, bà Ảnh đã tận dụng trồng xen canh các loại cây ăn trái như mít, xoài, sầu riêng và các loại rau củ. Trong đó, giống bưởi da xanh ruột đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Sau lần thử nghiệm từ hơn 20 gốc được 7 năm tuổi, bà quyết định đầu tư vốn để mở rộng diện tích trồng giống bưởi da xanh ruột đỏ này. Hồi trước thì cũng mình chưa biết là cái cây bưởi là nó có hiệu quả đâu. Rồi bắt đầu là cũng muốn trồng ấy, nhưng mà vốn thì chưa có thì mình trồng trước cũng 20 gốc đi. Cái bắt đầu sau thấy nó cho được hiệu quả thì muốn trồng thêm nhân ra nữa. Bưởi da xanh ruột hồng sau 3 năm trồng sẽ cho thu hoạch. Đặc điểm nổi bật của giống bưởi này là vỏ trái lúc nào cũng có màu xanh thẳm, chỉ khi chín thì hơi ngả màu vàng. Ruột bưởi luôn có màu hồng đỏ, muối rất dễ tách và ăn giòn, ngọt, không hột, hàm lượng vitamin cao nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Trung bình một năm, mỗi gốc bưởi thu hoạch được 2 lần trái, mỗi cây bán trái được khoảng 3 triệu đồng. Những trái bưởi da xanh ruột đỏ, nặng trĩu, đẹp mắt và giá bán cao trên thị trường đã thôi thúc nhiều nhà nông chuyển hướng canh tác. Bằng cách xen canh thêm một số loại cây ăn trái hợp lý, thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm là điều nằm trong tầm tay của nhiều bà con. Trong phần tin tiếp theo, bị khởi tố hình sự vì trộm gà còn manh động đâm người giữa ban ngày. Cho rằng bị dồn ép đến đường cùng, nam thanh niên ra tay giết chết chủ nợ. Chuyện của những người phu xe lô đạp mưu sinh. Tin tức Mekong sẽ trở lại sau thời gian quảng cáo. Thưa quý khán giả, thành thị hay nông thôn đều có tình trạng trộm giặt từ các cây kiểng, con chó, con vịt, con gà. Tuy nhiên, những món đồ mất có giá trị không lớn nhưng khiến cho người dân hết sức bất an bởi những kẻ lạ mặt đột nhập vào sân nhà, rồi đôi khi còn xảy ra cảnh xô xát với người phát hiện. Một diễn biến có liên quan, hôm nay, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Đoàn Trung Hiền, 26 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi trộm cắp gà còn manh động đâm người bắt trộm. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, Hiền mang theo một cây kéo kim loại, ná thun và nhiều viên đạn keo đi bộ dọc các tuyến đường trong xã với mục đích trộm cắp tài sản để bán. Khi đi bộ ngang nhà anh Trung Văn Chí thì thấy con gà trống của anh Chí đang đứng cập lộ. Hiền đã dùng ná thun bắn và lấy con gà giấu vào trong áo mang đi. Lúc này anh Trần Văn Thắng và hai người dân phát hiện nên đuổi theo yêu cầu Hiền trả lại. Hiền liền lấy cây kéo thủ sẵn trong người quay lại đâm trúng vào vai và đùi của anh Thắng gây thương tích. Phát hiện vụ việc, những người dân gần đó đã chạy đến khống chế, tước cây kéo và bắt giữ Hiền giao cho công an. Được biết Hiền có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội. Trộm giặt, nhưng hậu quả mà đối tượng gây ra không hề giặt giảnh, trái lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác và gây mất trật tự địa phương. Thưa quý khán giả, hậu quả của việc cho vay nặng lãi hay tín dụng đen được đề cập đến nhiều trong thời gian vừa qua. Đã có những con nợ bị đe dọa và khủng bố bằng sơn, bơm bẩn và chịu đủ mọi sự dồn ép của chủ nợ. Nhưng mà cảnh tức nước dở bờ sau đây là trường hợp cá biệt. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người.
tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cường, 27 tuổi, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, bản án 12 năm tù. Lê Văn Cường, từng dây của Phan Duy Hưng, 26 tuổi và Hoàng Vũ, 35 tuổi, cùng trú ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, 20 triệu đồng. Tiền lãi thỏa thuận là 5 triệu 400 ngàn đồng một tháng. Thời gian đầu, Cường trả lãi sòng phẳng, nhưng sau đó thì mất khả năng chi trả. Đến tháng 1 năm 2020, Hưng buộc Cường phải viết giấy nợ nhập cả tiền gốc và lãi thành 38 triệu 600 ngàn đồng. Tối ngày 23 tháng 2, sau khi nhậu xong, Hưng và Vũ rủ 4 người bạn đến nhà Cường để đòi dứt điểm. Cường không có tiền trả nên bị Hưng, Vũ và những người đi cùng đánh đập. Anh trai Cường can ngăn cũng bị tấn công tới tấp. Tức giận vì cho rằng bị ép đến đường cùng, Lê Văn Cường cầm dao đâm loạn xạ trúng nhiều người. Trong đó, Hoàng Vũ bị đâm trúng tim tử vong tại chỗ. Gây thương tích hoặc cướp đi tính mạng của người khác là hành vi phạm pháp khó có thể được thông cảm dù bất cứ lý do nào. Tuy nhiên trong câu chuyện này, kẻ gây tội cũng có thể là nạn nhân của tín dụng đen, cho dây với lãi suất cắt cổ khiến con nợ rơi vào bước đường cùng. Còn đối tượng sau đây không thiếu nợ, không bị chủ nợ dồn đến đường cùng, nhưng vì nổi máu ghen tuông mà sẵn sàng ra tay để đoạt mạng người khác. Với hành vi vừa nêu, Thạch Trần, 55 tuổi, ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, vừa bị công an bắt tạm giam. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 8, ông Trần đi làm về thì vợ của ông là bà KTTH, 55 tuổi, ở huyện Trà Cú, không cho vô nhà nên ông Trần qua nhà hàng xóm nhậu. Đến 20 giờ cùng ngày, ông Trần về nhà thì phát hiện ông KT, 40 tuổi, ngụ ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, đứng cạnh giường của bà TH. Thấy vậy, ông Trần lấy một con dao và chém liên tục vào người của ông T, khiến cho ông này bỏ chạy ra tới cửa thì vấp ngã bất tỉnh. Người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 11 tháng 8, Trần ra cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Trần khai nhận do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với ông T, sau khi nhậu về đã có hành động như vậy. Từ những phong trào khởi nghiệp, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đặc biệt, mô hình đang dây chuối thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Người thực hiện hiệu quả mô hình này là bà Võ Thị Vân. Phương pháp của bà không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Với đôi tài khéo léo, tỉ mỉ cùng sự sáng tạo của mình, bà Vân đã dùng dây chuối làm nên những sản phẩm thời trang vừa bắt mắt lại vừa bảo vệ môi trường. Điều này không chỉ khơi dậy phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, mà với ý tưởng này của bà còn mong muốn giữ gìn làng nghề thủ công mỹ nghệ ở địa phương. Để tạo sức hút cho sản phẩm, bà Vân đã chăm chút trong từng công đoạn, từ việc phơi dây chuối, đan chéo dây và tạo hình dáng cho sản phẩm. Không những vậy, con gái bà Vân, em Phạm Thu Hà đã thổi hồn vào mỗi sản phẩm bằng những nét vẽ khéo léo với nhiều hoa văn, màu sắc khác nhau, làm điểm nhấn cho từng sản phẩm. Với ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo từ đan dây chuối của bà Vân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Ân đã và đang nhân rộng mô hình này đến chị em phụ nữ trên địa bàn để tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nhất là đối với chị em lao động nhàn rỗi. Để duy trì nghề thủ công và ổn định đầu ra cho sản phẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Hiển liên kết với các điểm du lịch trên địa bàn, những phiên hội chợ do tỉnh hội tổ chức để giới thiệu quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người dân. Kính thưa quý khán giả, từng là loại phương tiện được yêu thích nhất tại các tỉnh miền Tây, xe lôi đạp trở thành một hình ảnh lùi về dĩ vãng, bởi giờ đây người ta có nhiều phương tiện khác thay thế. Hình ảnh bác tài với thùng xe chở khách ngược xuôi khắp phố thị tưởng chừng không còn thấy nữa, ngoại trừ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tuy là còn đó, nhưng thực tế đã qua rồi cái thời xe lôi đạp một mình oanh tạc khắp cung đường ngõ hẻm. Tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, những người phu xe theo nghề đang ít dần do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ xe máy, taxi. Và số ít còn lại cố níu giữ nghề, phần vì mưu sinh, phần vì thứ tình cảm khó tách rời. Nếu ai đã từng đi xe lôi vào những năm cuối thế kỷ trước, đều giật mình về độ oách của bác tài. Chiếc xe nhỏ xíu nhưng có thể cõng tận 6-7 người. Đó là chuyện của ngày trước. Còn bây giờ, nhiều phu xe nói vui rằng xe lôi đạp ế chổng chơ. Hơn 3.000 chiếc xe lôi ngày nào, giờ chỉ còn khoảng 300 chiếc.
Vừa chở được cuốc hàng kiếm được 30.000, ông Trần Văn Đực tranh thủ kiếm chỗ mát ngồi, nghỉ ngơi, rồi tra ít dầu mỡ cho chiến mã của mình. Theo nghề ngót nghét 30 năm, trải qua hết sóng gió thăng trầm, từ nghề, ông không khỏi chạnh lòng. Xã hội phát triển mang đến nhiều phương tiện hiện đại, nhưng lại kéo theo sự mai một dần của cái nghề mà ông dùng để mưu sinh. Châu Đốc mình chưa có taxi, chưa có xe buýt, thì thời điểm đó mình kiếm ăn được lắm. Cần gì nói chuyện với người thân, nhưng chả có đi xe lôi, thấy có thuận lợi cho mình chút. Xe lôi đạp tại núi Sam ngày nay đa phần chuyển sang chở hàng là chính yếu. Để được lòng khách và giữ mối, các phụ xe phải kiêm luôn công việc khuân vác hàng ra vào, đến nơi lấy hàng rồi trở về địa điểm khác để giao nhận. Ai còn sức khỏe, làm việc lẹ làng thì mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000. Những người lớn tuổi hơn thì ít khách thuê hơn. Từng dòng quay xe đạp cũng không nhẹ như bao người nghĩ, vì nó còn nặng gánh mưu sinh. Có bữa có, bữa không, bữa chạy không được. Bữa chạy không được 100 ngoài, 200. Nhiều. Chợ giấy với chợ ba sắt kia rồi. Cũng mưu sinh từ nghề xe lôi đạp, nhưng công việc chính của ông Nguyễn Văn Thuận lại gắn bó với việc chế tạo thùng xe lôi. Hiện ông cũng là người thợ đóng thùng xe lôi cuối cùng tại thành phố Châu Đốc. Cũng theo ông Thuận, thùng xe lôi lúc trước được làm bằng gỗ trắc, gỗ sao, vì chỉ những loại gỗ đó mới chịu được sức nặng. Những chiếc xe bóng láng, sửa sang bắt mắt thường dùng chở khách du lịch, còn mấy chiếc bèo bèo thì phục vụ bốc vác, cu li. 2015 tới giờ nó yếu quá, yếu còn thế tới mùa nó mới sửa sang này kia, cái nọ xe nó chạy ở đây bám trụ luôn, làm đi kệ ngày nào đó, hay ngày nấy. Nghề xe lôi đạp tại Châu Đốc ngày nay chia làm hai nhóm, một nhóm chuyên chở hàng bốc vác, đa phần là người từ U40 đổ lên, còn thanh niên trẻ hơn thì chạy xe lôi du lịch. Sự thay đổi để thích ứng với nghề cũng là việc làm ý nghĩa, giữ gìn và phát huy văn hóa xe lôi đạp một thời tại đất bà chúa xứ. Rất may bởi một hình ảnh đậm nét văn hóa đặc trưng cho tới giờ phút này vẫn còn được những người làm phu xe lôi đạp tại núi Sam lưu giữ, phần để mưu sinh, phần vì lạc quan gắn bó với nghề. Một hình ảnh quen thuộc mà bất cứ ai muốn hoài niệm có thể tìm đến để trải nghiệm lại. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.